Phố đi bộ Ngô Quyền sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Không gian phố đi bộ được triển khai tại đường Ngô Quyền ven sông Thạch Hãn. Hiện công tác chuẩn bị khởi động lại tuyến phố đi bộ đã cơ bản hoàn thành. Trước đó, địa phương đã tiến hành vệ sinh môi trường khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ, rà soát và kiểm tra lại hệ thống đèn điện chiếu sáng, tiến hành kêu gọi các tiểu thương tham gia buôn bán và phân lô, phổ biến nội dung hoạt động để mọi người cùng nắm bắt. Tuyến phố đi bộ Ngô Quyền là loại hình du lịch thương mại về đêm, được xem là điểm nhấn du lịch của thị xã Quảng Trị những năm gần đây. Việc khởi động lại tuyến phố đi bộ Ngô Quyền với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn sẽ góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển trở lại. Cũng rất mong muốn qua cái thời gian dịch bệnh kéo dài thì phố đi bộ hoạt động trở lại, thì về phía phương cũng rất mong muốn là tất cả là người dân ở trên địa bàn thị xã cũng như là các cái địa bàn lân cận là cũng được biết để là ghé tham quan đến cái tuyến phố, góp phần là sinh động hơn, phong phú hơn cho cái tuyến phố đi bộ Ngô Quyền. Đến với tuyến phố đi bộ Ngô Quyền năm 2021, du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian, tham gia và xem biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ, thưởng thức các món ẩm thực, giải khát đặc sắc, cũng như mua sắm các mặt hàng tiêu dùng, quà lưu niệm đặc trưng của địa phương.